Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV đã đến với chương trình Bạn Có Biết buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, sự trở lại của khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta đó là anh Anthony Nguyễn từ Văn phòng Dân biểu Liên bang Scott Peters. Chào Anthony. Cảm ơn chị Vân Anh và xin kính chào quý vị. Anthony rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay. Again, hello to all the VNTV viewers. It's been a while since I've been here, so it's good to be back to update you on what I'm doing and what my boss is doing and what Congress is doing. Như vậy thì anh đang làm gì, những công việc trong mấy tháng vừa qua và lần trước mà anh đến VNTV cho đến lần này, nó có những cái gì khác biệt về luật lệ cũng như là những cái chính sách trong đủ mọi lĩnh vực? Vân Anh được biết là anh muốn nói tới đầu tiên là về lĩnh vực bảo hiểm y tế. Dạ, mời anh. Yeah. Thì trong mấy tháng nay rất là bận rộn tại vì mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng nếu quý vị theo dõi tin tức thì lúc nào cũng có cái gì mới hết. Đúng rồi. So if any of you are watching the news, you would know that there's different rules and regulations. Things are always changing with Congress and with the new White House administration under President Trump. So I'm here today to sort of lay out what's been happening so far and have a discussion on that. So thứ nhất là trước khi đây thì Anthony đã có tới VNTV và nói về cái chương trình Obamacare, cái ACA đó. Thì bây giờ rất là, tại vì mình có tổng thống mới, thì bây giờ ổng muốn tạo ra một cái Trump Care hoặc là cái giống bảo như kỳ hiểm. Trước mình nói là Obamacare thì kỳ này là Trump Care. Dạ. Dạ vâng. Thì bây giờ và coi như là Obamacare sẽ không còn nữa. Không còn nữa. Dạ. Hiện tại bây giờ thì nó còn, tại vì mình chưa có luật gì để mà thay đổi cái đó. Cái đó là cái chỉ bị xóa bỏ thôi, nhưng mà nó chưa có replace. Thì cái replace này đó, thì hiện tại bây giờ nó gọi là cái Trump Care. Thì quý vị nào mà theo dõi quốc hội đó, thì trong quốc hội mình nó có cái House với cái Senate, coi như là nhà dưới với nhà trên. Thì cái House đó, nó đã pass cái luật của cái Trump Care rồi. Thì bây giờ cái luật đó thì nó đang là ở trong cái Senate. Senate thì trong tiểu bang của mình thì có 2 người Senator, coi như là trong đất Mỹ là có 100 người, phải đủ 50 vote cái này mới mới pass. Thì cái này nó gọi là cái Senate Better Care Reconciliation Act. So I was just updating in terms of what's going on with healthcare. So as you all know, when I was here last year or a couple years ago, I talked about the Affordable Care Act, which was under President Obama. Obviously now with the new president, President Trump, he wants to create a new healthcare law that will work better for Americans. So there was a bill that passed to essentially dissolve the ACA, but we're still now talking to negotiate and see what the new healthcare bill would be like, and that's called the Senate Better Care Reconciliation Act, or as a lot of people call it now, it's Trump Care, and it's currently sitting with the Senate. Cái luật này bây giờ đó thì nó có rất là nhiều thay đổi với lại có những cái factor mà đa số người ta nó không có thích. Thứ nhất là bây giờ biết là nếu cái Senate Trump Care này nó passed thì khoảng 22 triệu người sẽ mắc bảo hiểm trong 10 năm. So if the Senate bill were to go through and pass and sign into law, about 22 million people will lose healthcare coverage within about 10 years. And I don't know if you remember when I was here last time, we also talked about Cover California, because there was also the Medicaid expansion that came along with the ACA. Thì mấy bữa thì Anthony ở đây có nói về cái chương trình Cover California với lại cái trong tiểu bang Cali mình gọi là Medi-Cal, nhưng mà mấy tiểu bang khác thì nó gọi là cái Medicaid. Okay, yeah. Thì cái ACA nó pass thì mình nó gọi là cái Medicaid expansion, coi như là nó cho cơ hội cho những người mà cái income nó thấp một chút xíu mà bây giờ họ có thể lấy được bảo hiểm trong cái chương trình đó. Thì cái luật mới này đó sẽ xóa bỏ cái đó đi. Coi như là những cái người mà ở trong Medi-Cal đó có thể là sẽ không còn cái Medi-Cal đó nữa. Cho nên cái 22 triệu người đó sẽ mắc là lý do tại vì cái Medicaid expansion đó. Cái điều thứ ba đó là gọi là cái individual mandate. Thì khi mà cái ACA nó pass á, thì cái chương trình đó nó work tại vì phải cần người trẻ, người già vô cái chương trình đó, cho nên nó mới có cái tiền để mà be sustainable. Nhưng mà bây giờ đó thì họ sẽ xóa bỏ cái đó đi. Coi như là nếu quý vị nào mà không muốn bảo hiểm á, thì không cần bảo hiểm.
Cái đó nó cũng là tốt cho những người mà không cần, nhưng mà nó không tốt, có nghĩa là bây giờ là mấy người mà lớn già cả mà bị bệnh á thì họ phải trả thêm nhiều tiền, cho nên nó không có balance. Tức là bây giờ nếu mà mình không cần mua bảo hiểm cũng không sao, phải không anh? Tức là trở lại lúc trước khi mà Obamacare. So the next factor that I explained was essentially the individual mandate, and as you all know, when the ACA passed, the individual mandate require that everyone has to go in, has health insurance, and if you don't have health insurance, you will be charged an annual penalty. It's what they call it. It's roughly 2%, and that rises in increments over the years. And if you don't want to buy health insurance, you still will have to pay the fee. So the new Senate bill will essentially get rid of that requirement, so that if you truly want health care or health insurance, then you can buy it. If you don't, then you don't. Với lại mấy bữa khi mà Anthony ở đây có nói về cái sự opinion của chủ ông chủ của Anthony là ông danh biểu Scott Peters, theo cái sự nghĩ của ông đó là cái ACA khi mà nó tạo ra với pass á, thì nó cũng là không có được tốt lắm, nhưng mà nó cũng là cho cơ hội cho những người được bảo hiểm. Tại sao bây giờ mình không có coi như là mấy cái đồ mà không có tốt đó mình không có mình nên sửa, tại sao mình phải xóa bỏ hết và bắt đầu lại từ đầu? Từ đầu, yeah. So, my boss, Congressman Scott Peters, has always been vocal with regards to the ACA. He has come out and said that it was never perfect, and that we should work together across party line to fix it. So rather than the new Trump care, where it's basically starting from scratch, we've come so far in the last 4 years when it comes to the implementation and the rollout of the ACA. Why not continue to fix it instead of dissolving it and starting with nothing? So that's essentially the updates when it comes to Trump care. Right now, the Senate is working on rehashing and negotiating on the bill. They were trying to do it before July 4th, before Independence Day, but that didn't work, or they didn't get the vote that they needed in order to have that pass. So right now they're working with party leaders and within their colleagues to see what other fixes we can do to get the support that we need in order to pass the Senate. And they mentioned today that if they can't get this done within this month, they will try to carry their session over to the month of August to finish. Thì Anthony mới nói là bây giờ cái Senate họ đáng lẽ là họ muốn coi như là làm xong cái này trong ngày 4 của tháng 7 tháng này, nhưng mà không kịp, không có đủ cái ủng hộ để mà cho cái bill này nó pass, cho nên bây giờ họ đang nói chuyện bàn nhau để mà hy vọng tháng này nó sẽ được, nếu không được thì họ sẽ qua bên tháng 8 để mà tiếp tục nói chuyện và hy vọng được cái sự ủng hộ đó. Dạ vâng, đó là về lĩnh vực bảo hiểm y tế, phải không thưa quý vị, những cái thay đổi sắp tới nếu mà vấn đề healthcare gọi là Trump care bắt đầu có hiệu lực. Bây giờ về vấn đề giáo dục thì những cái ảnh hưởng như thế nào anh? Dạ, thì giáo dục thì những quý vị nào có đứa con mà đi đại học mà lấy trong tiếng Việt của mình chỉ có nói là financial aid thôi, chắc quý vị cũng biết financial aid là cái gì. Khi mà họ mượn tiền của chính phủ cho đi đại học, thí dụ, thì cái tiền interest rate đó thì hiện tại bây giờ là khoảng 8-9%, nó rất là cao. Nhưng mà chính phủ Mỹ đó khi mà họ mượn tiền hoặc là thì mượn tiền đó thì của họ là chỉ có 4% thôi. Thì ông chủ của em á thì ông tạo ra một cái luật nói là bây giờ nếu học sinh nào mà mượn tiền của chính phủ để mà đi học đó thì thà hồi cái interest rate nó là 8-9% thì thà hồi mình giả nó xuống thành 4% cho nó công bằng với lại chính phủ. So I mentioned earlier, or just now, regarding a new bill that my boss introduced that will help students going to college. Right now, students who are going to college and borrowing money from the federal government, so financial aid, right now the interest rate for that is about 8-9%, and that's a large amount. What people don't know is that when the federal government, when they borrow money, it's only about 4-5%. So the idea behind this legislation or this law is that we should lower the rate down to 4%. The idea is not to profit from our students. Eventually, once they graduate from college and get a job, they'll pay back into the economy once they're employed. So rather than sort of targeting them when they're at their most vulnerable
status in terms of their finances, we should support them rather than discouraging them from going to school. So hopefully this bill will encourage more students to continue higher education, and hopefully once they graduate, they would not end up with a significant amount of loan debt because it's pretty high right now. Dạ vâng. Và về vấn đề cựu chiến binh, về veteran, tức là về những cái vấn đề quân đội thì như thế nào anh? Dạ, thì những người mà về hưu đó mà là người veteran đó, thì quý vị có biết là thường thường nếu mình chôn một cái người veteran đó, thì mình tới nó gọi là cái Rosecrans Cemetery, chỗ đó bây giờ nó rất là đông, không có chỗ để mà chôn thêm người nữa. Thì bây giờ đó họ muốn cho quý vị nào mà qualify cho cái này đó thì nó có một cái chỗ mới, nó gọi là cái Miramar National Cemetery, coi như là ở đường Miramar đó, thì nó gần hơn, nhưng mà nó gần hơn thì quý vị nào mà không có, nếu quý vị nào mà muốn chôn ở dưới Rosecrans mà nó nói là không có chỗ đó, thì đây là một cái option thứ nhì. Vâng, cảm ơn anh Anthony rất là nhiều với những cái update về những cái tin tức vừa qua. Và thưa quý vị, gần đây thì quý vị cũng đã có nghe qua là anh Anthony đã có thêm một cái chức vụ mới với một cái cơ quan mới, đó là, thưa quý vị, gọi là anh là Board Director, tức là thành viên của ban giám đốc của Paloma Health Foundation. Một lần nữa, thưa quý vị, anh Anthony là một người Việt Nam rất là trẻ và anh lúc nào cũng đam mê về những cái công lĩnh vực về xã hội cũng như là về y tế, phải không anh? Yeah. Thì anh có thể nói chi tiết về cái Paloma Health Foundation cũng như là công việc mới của anh. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Và cái sự đam mê của Anthony lúc nào cũng là y tế hết. Anthony nhớ là khi mà mình là trong tiểu học đó thì cũng lúc đó thì muốn làm bác sĩ, nhưng mà sau này là biết là cái đó là không phải là cái dream nữa. Nhưng mà cái sự y tế với lại cái health policy đó là Anthony rất là thích. Cho nên có một cái cơ hội để mà làm một người trong cái ban giám đốc này trong cái Palomar Health Foundation, thì Anthony đã ghi danh để mà apply. Thì lúc đó thì nó phẳng vắng độ, nó làm tùm lum hết. Thì sau khoảng 2-3 tháng rồi thì họ mới quyết định là họ cho Anthony vô làm trong cái ban giám đốc đó. Thì hiện tại bây giờ nó có là khoảng 16 người, thì Anthony là người 17. Tại vì bây giờ họ cũng muốn là expand cái board đó, thì bây giờ nó 16, nó muốn thành 22 người, thì Anthony là cái người 17. Thứ 17, dạ vâng. So she just mentioned that I was recently appointed as a board member to Palomar Health Foundation, and I just mentioned that my passion has always been healthcare and health policy. So the opportunity to represent a foundation that deals with the hospitals and healthcare for patients and the access to healthcare was something that truly inspired me to apply and be part of that, because I think in the future, in the continuing from now, healthcare is an issue that I want to continue to work on and learn from. So hopefully this opportunity will allow me to learn and grow and to also give back to our community. So truly thank you all for sort of following my career within the last 4 to 5 years. And this was just a good thing to share with you all. And hopefully I will continue to have your support through on out. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và điều gì trước khi chúng ta chia tay? Dạ, thì Anthony chỉ muốn nhắc nhở là nếu quý vị nào cần giúp đỡ về an sinh xã hội hoặc là through IRS thì xin hãy gọi văn phòng, số phone là 858-455-5550. Ông danh biểu đã có trong San Diego trong mấy tuần nay. Ông đã đi cái Asian Cultural Festival với lại cái D6 Night Market. Thì hy vọng tháng 8 thì ông sẽ ở trong San Diego thêm nữa. Tháng 7 là ông ở bên DC nhiều hơn, cho nên không có cơ hội ở San Diego. Mà Anthony hy vọng là khi mà ông trở lại tháng 8 thì sẽ đi tham dự những cái event cộng đồng trong cộng đồng. Yeah. Cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị.